Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, giải mật Cục Tình báo Hoa Nam giúp Nguyễn Phú Trọng hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng, độc chiếm hai ghế trong Bộ Chính trị. Mặc dù tuổi đã cao, sức đã tàn, bệnh tai biến có thể tái xuất bất cứ lúc nào, nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ khư khư ôm hai ghế quyền lực nhất của chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay, cương quyết không nhường cho đàn em để về nghỉ ngơi cùng với vợ và con cháu. Điều gì đã khiến cho một người đàn ông này tham vọng tham quyền cố vị đến như vậy trong thời kỳ Tổng Bí thư đầu tiên của mình, giai đoạn 2011 đến 2016? Nguyễn Phú Trọng luôn bị lép vế trước Nguyễn Tấn Dũng. Trọng nhiều lần muốn hạ bệ Nguyễn Tấn Dũng nhưng bất thành. Nổi bật hội nghị Trung ương 6 tháng 10 năm 2012, Trọng khi đọc diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 6 vào chiều ngày 15 tháng 10 năm 2012, Nguyễn Phú Trọng đã khóc tức tưởi, uất ức trước ống kính truyền hình. Nguyên nhân là vì Nguyễn Phú Trọng đã không hạ bệ được Nguyễn Tấn Dũng trong hội nghị Trung ương khóa 6 tháng 10 năm 2012. Nguyên nhân Nguyễn Phú Trọng đã thất bại thảm hại khi hội nghị Trung ương bỏ phiếu cách chức Nguyễn Tấn Dũng thì đa số đã phản đối bởi sự trở mặt của Tô Lâm và Phúc Niễng vào phút chót. Và biệt danh đồng chí X đã xuất hiện sau hội nghị Trung ương 6. Sau hội nghị Trung ương 6, đài RFA tiếng Việt đã đưa dòng tin với tựa đề hội nghị Trung ương 6 đã kết thúc trong thất vọng lan tỏa khắp nơi. Và những người có quan tâm cho rằng đây là thời kỳ đen tối nhất của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể nói thời gian còn lại của khóa 11 trên cương vị Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng phải làm việc dưới thái độ coi thường của Nguyễn Tấn Dũng, và nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội 11 năm 2011 đến năm 2016 trôi đi trong vô nghĩa. Bởi vậy, sau khi hạ bệ được Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị 12, Nguyễn Phú Trọng quyết tâm thể hiện quyền lực của mình sau khi tái đắc cử tại Đại hội Trung ương 12. Mà nhiệm vụ quan trọng nhất của Nguyễn Phú Trọng là phải triệt hạ toàn bộ những phe cánh chính trị đối lập với quyền lợi của Nguyễn Phú Trọng trong đảng, sau đó lấy lại quyền lực cho đàn em của mình. Bởi vậy, chừng nào chưa củng cố được quyền lực của phe nhóm của mình thì Nguyễn Phú Trọng quyết tâm chưa rời hai ghế. Vì vậy, Nguyễn Phú Trọng có bí quyết gì để lật đổ Nguyễn Tấn Dũng? Trước hết, nói về phe nhóm của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng với hai nhiệm kỳ Phó Thủ tướng Thường trực, Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng xung quanh mình những nhóm lợi ích từ trung ương đến các địa phương. Bởi vậy, khi lên làm Thủ tướng năm 2007, Nguyễn Tấn Dũng có địa vị khá vững chắc để thực hiện các kế hoạch kinh tế của mình. Nhưng tất cả các tập đoàn kinh tế mà Nguyễn Tấn Dũng ví von như những quả đấm thép của nền kinh tế Việt Nam đã không được như kỳ vọng. Tập đoàn Vinasin, Vinalize lâm vào cảnh phá sản và hầu hết các tập đoàn khác đều chồng chất nợ nần, và trong hai nhiệm kỳ thủ tướng của mình, Nguyễn Tấn Dũng đã mắc vào những vấn nạn tham nhũng, hủ bại, phá hoại đất nước trực tiếp của toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ở mức độ khủng khiếp nhất. Các ủy viên Trung ương vẫn ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng vì lợi ích chính trị và kinh tế của họ. Trên cương vị Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng có quyền ban phát cho các địa phương để đổi lấy sự ủng hộ cho mình. Hồi đó, nhóm của Nguyễn Tấn Dũng có thể chiếm đến 70% ghế ủy viên Trung ương. Còn về phía Nguyễn Phú Trọng, Trọng có học vị tiến sĩ xây dựng đảng thì ông ta hiểu rõ với mức độ tham nhũng không thể kiểm soát, sự hủ bại của cả hệ thống chính trị ở mức độ trầm trọng đã gây ra sự bất bình và phẫn nộ của mọi tầng lớp nhân dân. Nếu cứ để diễn tiến như vậy thì cuộc cách mạng dân chủ sẽ sớm xảy ra ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất quyền lực và chế độ Cộng sản sẽ sụp đổ hoàn toàn. Điều này sẽ gây nguy hại cho quan thái Bắc Kinh và Đảng Cộng sản Trung Quốc, và nhiệm vụ chính yếu của Nguyễn Phú Trọng là phải hạ bằng được con hổ Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu rằng muốn lật đổ được Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Phú Trọng cũng phải dùng cả lợi ích chính trị và kinh tế để mua chuộc các thuộc hạ và phân hóa các thuộc hạ của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Phú Trọng đã âm thầm mặc cả trao đổi và ghế thủ tướng cho Nguyễn Xuân Phúc, ghế chủ tịch quốc hội cho Nguyễn Thị Kim Ngân, làm hai người đã phản lại Nguyễn Tấn Dũng theo Nguyễn Phú Trọng.
Trọng trao ghế chủ tịch nước cho Trần Đại Quang, kéo Quang về phía mình. Trọng cũng nhận lấy uy của Trung Quốc và tình báo Hoa Nam để đe dọa những kẻ trong Ban chấp hành Trung ương còn chống đối. Đồng thời, Nguyễn Phú Trọng phải nhờ cậy vào sự phối hợp giúp đỡ của Trung Quốc. Nhờ Trung Quốc đã cài cắm được điệp viên của họ ở mọi ngành, mọi cấp trong bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, và mạng lưới điệp viên này nằm ở các vị trí then chốt và quan trọng để có thể mua chuộc và tác động đến các ủy viên trung ương khác. Nguyễn Phú Trọng muốn được Trung Quốc ủng hộ thì phải tỏ ra trung thành với Thiên Triều. Nguyễn Phú Trọng không bao giờ dám lên tiếng phê phán, chỉ trích Trung Quốc, kể cả Trung Quốc có những hành vi khiêu khích gây hấn, xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên khu vực Biển Đông. Ông Nguyễn Phú Trọng luôn dành những lời lẽ hòa mỹ và tốt đẹp nhất dành cho quan hệ hai nước Việt Nam và Trung Quốc, cũng như dành riêng cho Trung Quốc. Đồng thời, Nguyễn Phú Trọng cũng thực hiện những âm mưu đẩy Nguyễn Tấn Dũng vào những sai lầm. Trong việc Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng trực tiếp phê phán và chỉ trích Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, tiêu biểu là câu phát biểu của Nguyễn Tấn Dũng tại Manila, Philippines. Ông Dũng nói không đánh đổi chủ quyền thiêng liêng lấy hòa bình và tình hữu nghị viển vông. Điều này làm cho Trung Quốc tức giận với cá nhân của Nguyễn Tấn Dũng. Đồng thời, Nguyễn Phú Trọng cũng thông tin rằng Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ, và nếu Nguyễn Tấn Dũng ngồi vào ghế Tổng Bí thư vào Đại hội 12 năm 2016, thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ xoay trục theo Mỹ. Điều này làm cho Trung Quốc không muốn. Nguyễn Tấn Dũng còn có ghế quyền lực trong chế độ Cộng sản Việt Nam, trong khi đó Nguyễn Tấn Dũng chủ quan và tin tưởng vào đám đàn em trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, cũng như đoàn đại biểu các tỉnh thành về dự Đại hội 12 để giúp Nguyễn Tấn Dũng đảo ngược thế cờ, đánh bại Nguyễn Phú Trọng để giành lại quyền lực. Nhưng Nguyễn Tấn Dũng không biết được rằng mạng lưới của tình báo Hoa Nam đã phủ sóng khắp các tỉnh thành, và với tiềm lực tài chính khổng lồ thì chúng có thể mua bán, điều khiển được mọi thứ trong hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam mà không ưa Trung Quốc thì tình báo Hoa Nam có thừa khả năng loại bỏ ra khỏi hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như vậy, Nguyễn Phú Trọng đã phối hợp với tình báo Hoa Nam đã loại bỏ thành công Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội 12. Nguyễn Phú Trọng phải đội ơn Trung Cộng và cơ quan tình báo Hoa Nam của họ. Cho dù Trung Quốc có làm gì hoặc thậm chí chiếm trọn Biển Đông thì Nguyễn Phú Trọng cũng không dám lên tiếng chỉ trích phê phán Trung Quốc. Các từ ngữ Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa không tồn tại trong bộ nhớ của Nguyễn Phú Trọng. Và trên thực tế, trong những năm qua và trong cả sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ dám mở miệng nói về Biển Đông, Trường Sa, Hoàng Sa, chứ chưa nói gì đến việc phê phán và phản đối Trung Quốc. Hệ thống chính trị của Việt Nam là tứ trụ chứ không phải tam trụ như Trung Quốc. Qua quá trình học tập trao đổi kinh nghiệm giữa hai đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, phía Trung Quốc nhiều lần và bằng mọi hình thức khác nhau cố gắng thuyết phục Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển từ tứ trụ sang tam trụ. Trung Quốc biết rõ việc điều khiển 3 ghế thì sẽ dễ hơn và đỡ tốn kém hơn 4 ghế trong bộ máy chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trung Quốc và Cục Tình báo Hoa Nam biết rõ sự ngu dốt và trung thành của Nguyễn Phú Trọng đối với Trung Quốc, nên Tập Cận Bình và Cục Tình báo Hoa Nam đã tìm mọi cách để thâu tóm hai ghế quyền lực nhất ở Việt Nam, đó là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cho Nguyễn Phú Trọng. Muốn làm được điều đó thì đương nhiên Chủ tịch nước Trần Đại Quang phải là nạn nhân của họ, thì Nguyễn Phú Trọng mới có thể ngồi được hai ghế. Vừa lên Chủ tịch nước chưa lâu, ngồi còn chưa đóng ghế, Trần Đại Quang đã nhiễm phải một loại virus lạ. Sau ít tháng chạy chữa, Trần Đại Quang đã không qua khỏi, đã chết một cách tức tưởi. Cơ hội ngàn năm có một của các điệp viên và Cục Tình báo Hoa Nam đã tác động để cho hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý để cho Nguyễn Phú Trọng ngồi luôn vào hai ghế Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư. Nguyễn Phú Trọng sau nhiều năm bị Nguyễn Tấn Dũng chà đạp, khinh bỉ thì nay Nguyễn Phú Trọng đã thỏa mãn được tham vọng quyền lực. Có được quyền lực tuyệt đối trong tay, Nguyễn Phú Trọng nham hiểm và thủ đoạn nhân danh cuộc chiến chống tham nhũng với chiến dịch đốt lò đã đang thẳng tay tiêu diệt các đối thủ chính trị và tàn dư đàn em của Nguyễn Tấn Dũng. Trong khi Nguyễn Phú Trọng vẫn bảo kê cho nhóm tham nhũng, phe nhóm của mình hạ cánh an toàn như con sâu bự, Võ Kim Cự, Vũ Huy Hoàng, Lê Thanh Hải, Tất Thành Cang, Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Tiến, v.v.
Và đồng thời Nguyễn Phú Trọng cũng đã ra lệnh cho Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ trong nước. Trong nhiệm kỳ thứ hai của Nguyễn Phú Trọng đã có hơn 120 người hoạt động tự do dân chủ nhân quyền và môi trường bị bắt cầm tù. Trong đó có cả nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lương với mức án lên đến 20 năm tù giam. Có thể nói đây là thời gian đàn áp khốc liệt nhất của chế độ Cộng sản Việt Nam đối với tiếng nói đối lập ôn hòa. Tất cả những gì mà Nguyễn Phú Trọng đã và đang làm giúp ông ta củng cố ngai vàng và của chính ông ta và của các đàn em thân cận của ông ta và làm hài lòng quan thầy Trung Cộng Tập Cận Bình. Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng phụ thuộc và bị khống chế bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân của ông vua Tập Cận Bình. Đó là những lý do mà khiến cho Nguyễn Phú Trọng khiếp nhược trước Trung Cộng. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2019, khi khai mạc kỳ họp Quốc hội, cơ quan thẩm tra của Quốc hội lần đầu tiên lên tiếng công khai việc xảy ra vi phạm của các tàu cá Trung Quốc hoạt động tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thời gian qua là rất nghiêm trọng. Ai cũng biết rằng trên phương diện ngoại giao, tiếng nói lập pháp thường không có tầm quan trọng bằng chính phủ. Nhưng trong lần lên tiếng này, người lên tiếng lại chỉ là cơ quan thẩm tra Quốc hội, chứ không phải bởi chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Và đây là lần đầu tiên sau nhiều năm câm lặng vấn đề Biển Đông mới được đưa vào nghị trình. Cũng vào ngày 21 tháng 10 trong khuôn khổ diễn đàn Hương Sơn, lần thứ 9 khai mạc ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa tuyên bố thẳng, các đảo ở Biển Đông và quần đảo Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông là những phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không cho phép dù chỉ một tấc lãnh thổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại bị lấy đi. Lời tuyên bố trịnh thượng này không khác gì cái tát vào mặt của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đang ngồi nghe ở dưới. Và phản ứng của ông tướng không biết đọc bản đồ này là cực kỳ ngoại giao. Tôi đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp quốc tế, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, thỏa thuận tại cơ chế hợp tác quốc phòng, an ninh quốc tế và khu vực. Đó là đặc trưng của một xã hội văn minh và phát triển chúng ta đang hướng đến, đó ở đó không có cường quyền và áp đặt. Ai cũng biết, đặc biệt là Đảng Cộng sản Việt Nam, rằng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, các nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ là thứ trang trí. Vậy mà trong lúc Ngụy Phượng Hòa dùng những lời lẽ cứng rắn để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, thì lãnh đạo chúng ta chỉ biết đề cập đến việc một xã hội văn minh và tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau. Đây đúng là một sự khiếp nhược trước kẻ thù. Cũng không quên nhắc lại, vào sáng ngày 15 tháng 10 năm 2019, Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã huấn thị làm sao giữ đất nước yên bình, tiến lên, nhưng đồng thời giữ đất nước độc lập, thế mới là giỏi. Nguyên tắc là độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, nhưng đồng thời phải giữ ổn định. Chưa có thời kỳ nào đất nước đang có không khí ổn định, tốt như thế này, phải giữ lấy nó. Và cũng như mọi lần, toàn bộ giới chóp bu của Cộng sản Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống vẫn kiên định cầm như hến mà không một lần dám nêu tên Trung Quốc, càng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dám kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Không những không dám hé môi cái tên Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng còn nói như chỉ chiết trong cuộc tiếp xúc cử tri ngày 15 tháng 10. Hiện nay có một số phần tử cố tình kích động to tiếng lên, lên gân lên, ra vẻ ta là anh hùng, ra vẻ ta là yêu nước. Vậy còn Trung ương Đảng, Chính phủ, Tổng Bí thư không yêu nước à, vô trách nhiệm à, nghe như lời lẽ của một tên vô lại. Đúng ra là trong Bộ Chính trị cũng có người đã không ngần ngại nhắc đến Trung Quốc. Ông Nguyễn Thiên Nhân vào ngày 16 tháng 10 đã nói Việt Nam không thể quay lưng với Trung Quốc. Hết ý. Cha ông chúng ta thường nói nghèo hèn, nghĩa là nghèo thì sinh ra hèn, đứng ở góc độ cá nhân, gia đình thì may ra còn có thể hiểu được. Nhưng lãnh đạo quốc gia không được cho phép mình hèn kém, vì nếu thế sẽ làm quốc gia hèn kém, làm bại hoại cả một dân tộc và làm cho đất nước rơi vào tay kẻ thù. Không thể như cá nhân, quốc gia có thể có những lúc nghèo nhưng không thể hèn, mới mong có được một tầm nhìn dài hạn, đi trước và chủ động trước các thay đổi của thế giới và khu vực. Không đợi đến khi thay đổi diễn ra rồi, thụ động, đối phó và lệ thuộc.
Đảng Cộng sản Việt Nam đang ra sức thuyết phục rằng nước ta nghèo nên phải nhịn nhục, đồng thời diễn kịch đó là kinh nghiệm cha ông. Họ dẫn chứng về việc xin phong vương và việc triều cống của các vua Việt Nam. Họ còn cho rằng Việt Nam là nước nhỏ và yếu hơn Trung Quốc nên phải nhịn nhục, chấp nhận thân phận nhược tiểu. Với những lý lẽ này, họ biện minh cho mọi cách thức nhường nhịn và bằng mọi giá tránh gây phiền phức cho Trung Quốc, vì Trung Quốc giờ là một đại cường quốc, còn Việt Nam là nước nhỏ đang lệ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt. Thật đáng buồn cho tâm thế hèn kém xuất phát từ sự đánh giá tình trạng đất nước như thế này. Với suy nghĩ như vậy, sẽ chẳng bao giờ có được tầm nhìn nào cho tương lai và triển vọng của đất nước. Có thể nói họ lo sợ sự trả đũa của Trung Quốc đến tê liệt và không đưa ra được một giải pháp nào để đối phó. Họ quên rằng ông cha ta có thể đã chấp nhận là nước nhỏ, cần giữ hòa khí chứ ông cha ta không hèn. Mong muốn hòa bình nhưng không bao giờ nhân nhượng khi một tấc đất biên cương lãnh thổ bị xâm hại. Ông cha ta chấp nhận là nước nhỏ, nhược tiểu, cần giữ hòa bình, hòa khí để phát triển chứ không hề yếu nhược. Nguyễn Trãi đã rất dõng dạc, dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Rất rõ ràng, ông cha ta còn xác định cường nhược hai bên có lúc này lúc khác chứ không phải lúc nào ta cũng yếu kém và phương Bắc lúc nào cũng hùng mạnh. Xưa nay Trung Quốc vẫn xem mình là cái rốn của vũ trụ, Trung Quốc có nghĩa là nước ở trung tâm. Họ nói rằng phía Bắc là Di, phía Nam là Man, tức là Man Di nghĩa là mọi rợ. Và hai bên Đông Tây là vực thẳm, lãnh đạo Trung Quốc bao đời vẫn xem thiên hạ là chư hầu của họ. Năm 2013, Tập Cận Bình đã khai sáng giấc mộng Trung Hoa để đề cập đến nguyện vọng về công cuộc đại phục hưng dân tộc Trung Hoa. Giấc mộng Trung Hoa nhìn chung được xem như là học thuyết của chủ nghĩa dân tộc có thể có những tác động nguy hiểm cho an ninh quốc tế trong tương lai. Các quốc gia phương Tây lo ngại về cách tiếp cận chính sách đối ngoại bành trướng và quyết đoán hơn được ngụ ý trong giấc mộng Trung Hoa, đặc biệt khi đó liên quan đến sự hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ngày 6 tháng 10 năm 2019, một cuộc tọa đàm về đề tài vùng biển bãi tư chính và luật pháp quốc tế quy tụ nhiều nhân sĩ trí thức tên tuổi ở Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. Sau hơn 3 tháng, Trung Quốc đưa nhiều tàu vào vùng biển của Việt Nam bất chấp những phản đối về mặt ngoại giao của chính phủ Hà Nội. Các nhân sĩ trí thức tham gia buổi tọa đàm đều cho rằng đã đến lúc chính quyền Việt Nam phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Mặt khác, ngày càng có nhiều người, trí thức có, quân đội có, thậm chí cả nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có, lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền phải kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Theo họ, tư chính là bước đường cùng, ta càng nhân nhượng thì Trung Quốc họ càng lấn tới. Họ đã xúc phạm ta nên không có cách nào khác, không thể để cho chân lý bị chà đạp. Chủ quyền quốc gia và các quyền lợi chính đáng của dân tộc bị cường bạo, cưỡng chiếm. Không kiện là hữu khuynh, coi chừng thỏa hiệp, vô nguyên tắc. Kiện để mở đường, để làm cho cơ sở cho các cuộc đấu tranh kế tiếp. Nếu chỉ đấu tranh song phương thì lâu nay đã làm và không có kết quả, dễ bề cho họ ép ta. Cần phải đa phương hóa, phải quốc tế hóa các vấn đề ở Biển Đông, dựa vào luật pháp và cộng đồng quốc tế để đấu tranh. Song song với việc kiện, Việt Nam phải mạnh mẽ lên, mạnh dạn hơn trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là phải tỏ rõ lập trường của mình trong quan hệ với Hoa Kỳ, cũng như các nước văn minh, các nước phát triển trong khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ và xa hơn nữa là các nước EU. Phải nói đây là cơ hội để Đảng Cộng sản Việt Nam lấy lại niềm tin đang sa sút trầm trọng, không chỉ bảo vệ đất nước mà còn giải quyết những vấn đề nội bộ. Việc ấy tùy thuộc vào Đảng Cộng sản Việt Nam và việc họ có thể vượt qua được sự hèn hạ và khiếp nhược như ngày hôm nay hay không. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.